đẩy cái mầm lá ra ở bên ngoài như thế này, nhưng mà chúng ta không cung cấp kịp thời cái dinh dưỡng cho nó thì lá bắt đầu nó nhỏ và cái lá già nó sẽ bị đào thải. À, chúng ta lưu ý đến cái điểm đó thôi. Cái này mình phải cung cấp dinh dưỡng. Cung cấp dinh dưỡng. Một phần là dinh dưỡng đi lúc mà phục hồi anh đi là đúng cái thời điểm. Cái thứ hai nữa là cũng là nhờ cái thời tiết chúng ta nó mát. Thời tiết chúng ta nó mát, nhưng có một cái á là cái thời tiết của chúng ta mà nó không có nắng nhiều á thì cây chúng ta nó cũng rất là dễ bị xuống lá, tại vì nó hoạt động rất là nhiều, xuống lá già nha quý vị. Này nó đổ lá nhiều. Nó đổ lá già đó. Rồi anh cung cấp cái dinh dưỡng cho nó là ok mà. Còn mấy cái cành này mai mốt anh quan tâm này. Giờ em kéo xuống cho anh coi này, thấy không? Đó, anh thấy nó đang bị dính lên và ở trong kia nó không có gì hết này. Trống cành. Trống cành này. Chứ lúc mà anh sửa mà lúc cỡ 2-3 tháng hay là 6-7 tháng gì anh thấy nó dở lên là anh sửa cái cành này xuống. Là bên kia nó không có trống. Để mình đang thấy rõ là đang bị này. Bị dương lên. Nó bị dương lên thì ở trong kia nó bị mắc hết trơn à. Là ánh sáng ánh nắng nó không có vô được mấy hành kia, nó bị ốp hết. Bây giờ chịu khó chờ cái lá này nó mở ra một chút, nó lụa cái lá, hoặc trường hợp đặc biệt là bấm để giữ cái cành này nó đi ngang qua, giữ trong kia nó sẽ tự xà, những cái cành kia nó xà, nó chỉa nắng ra bên này, nó theo nắng nó ra bên này là thế là ok rồi. Còn Vương thì cũng chuẩn bị bên kia là cũng cắt học hết rồi vậy phải không? Tôi cũng đào học dạ. Xây gánh này, cái vườn này nó đang bị đầu nó xấu lắm. Giai đoạn đầu nó xấu ha. Mà sau mà ở 2 tháng mấy tháng nay nó mới phục hồi lại đó chứ lúc đầu là nó dạng quét à, cây nó không có đi đọt. Nó nằm hoài nó luôn. À lúc đó là cũng có sử dụng nhiều loại thuốc bên ngoài không? Ngoài thị trường rồi. Nhiều. Tại vì thấy xong mà mình càng tứ vô thì sao nó cái gì nó không phát triển. Lá nó cứ vàng hoài, cứ xịt thuốc rồi tứ phân rồi tứ thuốc dưỡng thì cũng vậy đó. À nó không phát triển. Rồi mình sau đó bắt đầu cái mấy coi lên mạng là coi Willow Farm là mấy hướng dẫn đó, rồi mới coi mấy cái thuốc mà đặc trị đặc trị dạ. Thì cái nguyên lý của thần sấm gì tiên trùng với con siêu giáp là nó lưu dẫn hai chiều và nó đi theo cái dạng sinh học, nó đi theo dạng sinh học. Và khi mà mình cũng làm theo đúng cái nguyên lý luôn, trị bệnh trước đúng không, sau đó mình mới phục hồi mới đi vô dưỡng là nó đúng. Chứ còn mà đang bệnh mà dồn phân vô nữa là banh á, ngang rải phân gà phân đồ vô nữa là banh á. Cái này có gãi như được rồi, gãi có hai lần con gà, hai lần con gà gãi nó không phát triển, nó không xanh à. Rồi thôi không có gãi nữa. Ok rồi thì chúng ta có thể đi thêm một chút xíu nữa để mọi người chúng ta có nghĩ rằng là về cái độ phục hồi là tạm thời là thấy hài lòng chưa? Thấy cũng mừng mừng nhé. nhưng mà còn thêm một phần nữa là bây giờ mình phải nuôi cây. Em phải nuôi cây thì trong giai đoạn này là mình cố gắng tập trung là thay cái thằng siêu phục hồi thành siêu dưỡng cây, là chúng ta ở trên thì chúng ta phun rồ combi cộng rồng xanh cầm với rầy là lụm rồi, còn ở dưới thì vẫn tưới. Nuôi này phải nuôi cơ nha, nuôi lá. Tưới nó là cái lá già nó không có rụng, mà cái lá già nó rụng cái là cây mình nó sơ sát liền. Để lá già nó không có rụng thì nó nuôi dinh dưỡng cái lá ngoài này lá to, nó còn hơi thưa, nó dạ. Không có dày dạ. Lá già là mấy hôm nay lá già rụng cái này nó đổ ra độc non này là cái già nó đổ nè. Mình không hiểu cái nguyên lý, có hiểu được cái nguyên lý nó tại sao nó rụng không? Cũng hỏi mấy ông kia cũng từng làm sườn riêng nó, tại vì do nó lá già thì nó đào thải à. Nó đào thải về sinh lý của nó. Nghĩ nó những cái vườn khác thấy cũng đâu nó rụng dữ ngon vậy. Nó đâu có rụng như mình vậy không? Mình đâu mà chống cổ luôn rồi. Đúng rồi. Thì như cái nguyên lý em vừa giải thích cho anh đó là cái lá già nó hoạt động hết tốc lực. Tất nhiên vô cái lá là biết cái lá này đang nó đã bào hết tất cả cái dinh dưỡng để nó nuôi cái cơ là hoạt động hết tốc lực rồi. Rồi chuẩn bị mà nếu như mình không có cung cấp dinh dưỡng nên sẽ mắc thêm cái cơ cho lá già cho đây này. Nó mắc này chắc cú á. Nó rụng ra ngoài nữa đó. Hoài luôn. Dạ nó trống hoài luôn. Nên là mình cứ nhớ một điều là cây đang đi cơ đọt cái gì là cung cấp dinh dưỡng cho nó. Mà mình cũng đừng có đi cơ đọt, đừng có nhớ nha, tránh cái này ra. Thứ nhất là phân gà, hai phân dơi, phân dê, những cái phân á mà trong cái giai đoạn mùa mưa. Mình rải cái phân đó, thứ nhất là nó ứ nước, nó giữ nước. Cái thứ hai nữa nó rất là dễ bị cháy rễ. Đây, cây này là bảo đảm rễ đang ra dưới này phà này. Mình cung cấp cái phân nước cho nó là nó hấp thụ, nó đưa lên, nó di chuyển lên ăn liền luôn. Là lụm liền chứ không chặt cái đường nào hết á. Ok liền này. Qua đây cây nữa là mình coi, mình diễn giải cho mọi người chúng ta, bà con chúng ta coi. Về dinh dưỡng thì khỏi phải bàn, nhưng mà hiện tại là cây nó không ăn được. Nó không hấp thu hả? Có không hấp thu được. Vẫn đo, vẫn có dinh dưỡng, có đầy đủ, có EC đầy đủ, 0.8, 0.mấy, đầy đủ hết. Nhưng mà cây nó không có hấp thu được. Đây, đang đi ra cái đoạn này, đang đi ra này, ở dưới này nó không còn cái dinh dưỡng mà gọi là dễ tiêu nữa. Nó còn cái dạng dinh dưỡng khó tiêu, nó nằm ở dưới đấy. Thì bây giờ là
tưới vô kích rễ cộng với trico á, trico humic đó, à cộng với siêu dưỡng cây nữa, cộng với humic hoa kỳ nữa, rồi mình pha mình tưới ở trên rồng xanh kéo đọt rồi combi cộng với rầy là lụm rồi, là bảo đảm chắc 100% là giữ luôn nguyên cái bộ lá già. Không, những cái mô này mình làm gì nó thấy theo nó đợt, nó được chưa? Cái mô này á thì bây giờ là mình phải từ nó cái cơi nó ra, cây nó ra xong rồi bắt đầu mê ốp được. Chứ còn bây giờ không có dám đụng đại, bây giờ mình đụng là đụng gì, có thể mình cầm cái ba chỉa này nè. Sới trọt thôi, trọt. Trọt. Gió nó gãy. Ừ, trọt kệ thôi. Rồi chú nắm ha, chú ruột, anh ruột chứ mình kêu anh, kêu chú không là chết luôn á, bắt tay cái mình. Ok thôi, đi vòng vòng vô anh Tính, bye bye bà con. Chúng ta quan sát thêm một cái phần nữa để bà con chúng ta nắm rõ nè. Xưa cái nước á, anh mới vừa cái ống nước ra thôi. Chứ cái này hồi xưa nè, nó cũng sát cái đây một chút nè. Xưa nằm sát nó sát đây nè. Sát cái mô cũ. Cái ống nước á, mà quan sát luôn nha. Cái ống nước mà nó sát vô đây, cái thân của mình á, thân cây của mình nó bị đen á. Chúng ta thấy đen rất là nhiều. Đặc biệt là kết thúc cái mùa nắng xong á, tự nhiên thấy thân cây của mình nó đen. Anh có thấy không? Thấy, nó luôn bị gồng. Nó đen rồi, nó rong quá. Một phần nữa là phèn. Thì bây giờ không có nói gì sâu xa hết, cây nào cũng vậy hết, đi qua cái cây đây cũng vậy nè. Đây nè, để mà người chúng ta thấy là cái mùa mưa là không thấy nha, kết thúc mùa mưa là không có thấy đâu, tại mùa mưa có tưới nước đâu mà thấy. À, vậy á thì bây giờ cái đây nè, đây mình lật lên nha bà con, chúng ta thấy cái dàn lá này là có tưới humic là cái phần đen không tính nha, phần đen, phần đỏ của phèn nè. Anh tính thấy không? Đó nè, còn phần nguyên cái dàn này là nước nó động vô đây, văng vô đây là nó dính phèn nha. Còn khúc ở trên này mình không có tưới là nó không có bị phèn. Đấy, mà người chúng ta lưu ý vậy là cái vườn này có thêm một cái vấn đề là để mình xử lý về cái nguồn nước. Nước thì mình đang nèm cái máy bơm kia nữa. Thì món này em cũng nhắc anh rồi mà em sợ anh quên, coi là hết cái mùa này bây giờ không có tưới, nhưng mà hết bước vào cái mùa này là anh lấy nước ra nước vô giùm em. Đó, sẵn ngay chỗ đây này, chịu khó ngay chỗ đây này, xử lý luôn đó. Có nhiều bà con á, cái này cũng kinh nghiệm của nhiều bà con thôi, chứ còn anh em cũng đi theo học hỏi nha. Thì nhiều bà con chỗ đây á là quăng 1-2 bao vôi rồi không, luyện vô chỗ đây, vôi đá mình được không, vôi đá bình đá thường không? Của mình á, giờ luyện vòng vòng nó ngay chỗ đây khúc này không cho nước cho nó, đúng rồi, cho nó hút lên, Thế còn cái nước này trong cá có còn sống hay còn không sống đâu nghe, nước cá này lội thấy lưng, gọi lội thấy lưng không hả? Quá trong nước ở trong thì sau khi mà bước vào mùa nắng thì anh tưới á, thì anh chịu khó anh dện cho em cái vôi xuống đây, và thêm nữa là kết thúc cái mùa mưa này nè, nó ráo á, anh tưới cho em thêm cái cử nâng pH cho nó ổn định trong cái đất này là xong. Này làm cái gì làm thì anh cũng biết rằng phải giải quyết được cái phèn và cái pH ở trong đất nha. Ok, mình đưa vô cái hệ thống tưới luôn được không? Được chứ, cái đưa vô đây, đưa vô qua cái bồn này, anh trút vô đây nè. Thì tính đưa vô đây nè. Anh trút vô đây nè. Gì nói? Anh trút vô đây là anh đẩy đi thôi, đừng có để nước nó văng xuống mương là được rồi. Mà chắc chắn là anh hạ cái mấy bồn cái lại áp lực lại thì nó sẽ cái móc thuốc. Còn không thì cái mấy bồn này mình có hạ ga được không? Không, tại vì cái này có motor. Cái motor á. Cái nào hạ được chạy nó. Ok. Quên cái máy dầu mà hạ được. Lên xuống. Dạ. Nên là mình có thể chỉnh cái bét lại khi mình tưới đó, mình xả mình nâng cái pH nó lên, nó rất pH nó cũng rất là quan trọng nha. Rồi cái phần nước này là mình mới nãy mình quên nhắc nên quay lại cái video cho anh cũng như là bà con chúng ta nắm. Thế còn cái phần mà khô nha, phần khô này á, trời những ngày nắng, những cái cành ở trong này là mình cũng có thể dọn cho nó cắt tỉa ha, dọn cho nó sạch sơ thôi nha. Chứ còn mà nó đang đi chồi non như thế này là mình hạn chế bấm xạ sửa hết là nó banh cây sầu riêng luôn á. Thế là mình sửa thừa quá. Dạ. Không dám cắt. Cái dàn lá đó anh nó thừa là có thêm một cái vấn đề này. Nuôi cá thì không để đụng đuôi, trồng cây không để đụng cành, mà trong cành của mình cũng không để đụng. Chính những cái cành này nó va gió, nó va với nhau này là nó rụng lá. Chứ không phải là nó thừa là do một phần là rụng lá cái kia rồi, còn cái va chạm nữa nghe. Đó, giữa cái lá này nó va chạm với nhau này, rồi nó cạnh tranh ánh sáng với nhau, thì những cái chỗ nào mà chồi như thế này á, là anh chịu khó anh cắt đi, dọn những cái cành nhỏ cành tâm anh cắt ha. Còn sau này chờ cái lá nó lụa này anh cắt giùm em chỉ cho anh cắt cái chỗ đây này, thí dụ nó lên tới đây đúng không, nó lên tới đây anh có thể cắt ngay chỗ đây, anh giữ cái một cái chồi này hoặc anh cắt ngay đây anh giữ cái chồi này ra để ở trong này nó có cái điều kiện nó đi ra cái cành nó ra. Lại sửa ngay từ cái khúc mà nhỏ mình sửa từ ở dưới mình sửa lên, đừng có để nó vỡn lên dài, nó ốp như vậy là trên này mình mai mốt không có cành mất tàn, mất năng suất.
Đây nó cũng giống như cây sầu riêng Moschino, hồi xưa anh sửa cũng thấy bà luôn chứ dở không? Cắt dữ lắm đó. À. Sửa đi đi dựng dạ. lên như này nè. Nó dựng lên chữ A vậy đó. Dạ. Ok rồi, mình đi vô vậy, trời mưa.